Vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam vừa ký ban hành một loạt quyết định về việc cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không với các hành khách dự bến tiếp viên và hành khách khác. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với ông T, 49 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, với thời hạn bị cấm vận chuyển là 12 tháng, tính từ ngày 4 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2021 và bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo. Hành khách T ngồi ghế 25A, chuyến bay VN291 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 5 đã chửi bới, đe dọa tiếp viên hàng không và hành khách xung quanh. Ông T còn có lời nói kích động, cổ vũ, ủng hộ hành vi vi phạm của hành khách H ngồi ghế 34D. Cục Hàng không Việt Nam cũng cấm bay với bà C, 25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với thời hạn 12 tháng và bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo, tính đến ngày 3 tháng 1 năm 2022. Bà C ngồi ghế 4B, chuyến bay VC139 Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 6 đã cố tình sử dụng điện thoại trong khi máy bay đang lăn để chuẩn bị cất cánh. Dù tiếp viên trưởng chuyến bay đã yêu cầu tắt điện thoại, nhưng bà C không hợp tác và ném điện thoại vào tiếp viên trưởng. Bà C được xác định có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên tàu bay do tô tiếng với hành khách ngồi ghế 2D và 2E khi được đề nghị chấp hành quy định, bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo quyết định số 38/CQĐ-SBVBHC ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc. Mặc dù máy bay là phương tiện giao thông được đánh giá là cao cấp, thế nhưng trên những chuyến bay, người ta vẫn bắt gặp những hành động không mấy đẹp mắt. Đó là lý do khái niệm văn minh hàng không được nhắc đến nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là khi trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện những hình ảnh khá nhức mắt do sự thiếu ý thức của hành khách đi trên các chuyến bay nội địa.